Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình ha. Ngày hôm nay mình sẽ làm một trải bài chung, cũng là thắc mắc của rất nhiều bạn. Đó là trải bài với chủ đề là trả lời cho câu hỏi tình yêu ở đâu với 5 lá bài Tarot. Thì ở trải bài này, với mỗi tụ bài mình sẽ rút ngẫu nhiên 5 lá bài Tarot từ bộ bài Rider Waite. Và mỗi lá bài sẽ đại diện cho một câu hỏi quan trọng trong việc là tình yêu của các bạn ở đâu và làm thế nào để bạn có thể thu hút tình yêu của bạn đến với bạn nhanh hơn. Thì hôm nay chúng ta sẽ có 3 tụ bài ha. Thứ tự của các tụ bài sẽ là 1, 2, 3. Các bạn hãy thả lỏng bản thân, hít thở sâu, tập trung và chọn tụ bài hoặc là chọn viên đá mà thu hút các bạn nhất. Chúng ta sẽ vô trải bài ha. Các bạn chọn tụ bài đầu tiên, các bạn chọn viên đá màu xanh lá cây. Hãy cùng xem là tình yêu của các bạn tụ bài số 1, các bạn tụ bài số 1 sẽ tìm tình yêu ở đâu ha. Các bạn có 3 kiếm, 4 kiếm, Empress, Chín ly và The Tower. Với các bạn chọn tụ bài số 1 để mình dịch chuyển các lá bài để các bạn có thể thấy được hết các lá bài ha. Với các bạn chọn tụ bài số 1 đầu tiên, lá bài đầu tiên sẽ là điều giúp bạn đến gần hơn với tình yêu của mình. Thì ở đây mình thấy cái lá bài đầu tiên là lá ba kiếm. Điều mà giúp cho các bạn đến gần hơn với tình yêu của mình, với hình ảnh của ba kiếm ở đây, đó là việc mà bạn cần dũng cảm hơn. Mình chấp nhận trong tình yêu sẽ có những lúc vui, có những lúc buồn, có những lúc thăng, lúc trầm, có những lúc mà chúng ta rất là thấu hiểu nhau, nhưng mà cũng có những lúc mà chúng ta sẽ cảm thấy rất là buồn phiền về đối phương. Thì với lá ba kiếm ở đây, mình thấy là có thể các bạn tụ bài số 1 gọi là các bạn là những chú chim mà sợ cành cong. Các bạn sợ và ngại những vấn đề phức tạp của tình yêu, như là giận hờn, lừa dối, sợ rằng là mình không có xứng đáng, mình không có đủ để có thể duy trì tình yêu với đối phương. Đây có thể là một nỗi sợ các bạn có thể nhận biết được rồi, hoặc là nó là nỗi sợ mà nằm trong tiềm thức của các bạn. Các bạn chỉ vô thức hành động theo nó thôi, đôi khi các bạn không nhận diện một cách rõ ràng. Nó là cái nỗi sợ tổn thương, nó là cái nỗi sợ mà ba cái thanh kiếm này sẽ đâm vào trái tim của mình nếu mình trao và yêu ai đó một cách hết mình. Có thể nằm trong tiềm thức của các bạn bằng cái cách trên thực tế là các bạn sẽ thường là đẩy đối phương ra xa, hoặc là các bạn có thể bị rơi vào tình trạng mà mình không có thiết lập được cái sự gắn kết và thân thiết sâu sắc với đối phương, hoặc là bạn có thể thuộc kiểu gắn bó lo âu hoặc là gắn bó né tránh trong tâm lý học. Có nghĩa là bạn cảm thấy rằng là bạn không muốn đối phương đến quá gần mình, hoặc là đôi khi bạn sẽ lại gắn chặt quá vào đối phương. Thì ở đây mình thấy đối với các bạn tụ bài số 1 sẽ là trường hợp mà bạn thường là bạn hay đẩy đối phương ra xa, hoặc là bạn cảm thấy không thể nào gắn kết được sâu sắc với đối phương. Thì đối với các bạn tụ bài số 1 ở đây, cái điều đang giữ các bạn lại, nó là cái nỗi sợ của các bạn, và các bạn phải chấp nhận được cái điều này trong tình yêu. Làm sao mà mình có thể gọi là cầm lên được thì cũng đặt xuống được. Khi yêu thì yêu hết mình, mà khi từ bỏ thì không có gì để hối tiếc. Mình hiểu được nhân duyên là như vậy. Mình hiểu được rằng là mình sẽ có những cái tương tác tình cảm, có những tương tác rất là đầm ấm hạnh phúc, nhưng cũng có những tương tác tình cảm mà đôi khi chúng ta đến chỉ là để trả quả, trả nghiệp cho nhau thôi, và chúng ta không có nặng nề một cái điều gì cả. Chúng ta mở lòng đón nhận tình yêu và không nặng nề một điều nào cả. Thì mình thấy ở đây các bạn tụ bài số 1 có thể là bạn chưa làm việc được với ba cái thanh kiếm này bên trong niềm tin, bên trong tiềm thức của mình,
Cũng có thể là các bạn tụ bài số 1 ở đây, các bạn đã từng gặp tổn thương trong chuyện tình yêu, bạn đã từng có một mối tình không được suôn sẻ, có thể là có cay đắng, có chua chát ở đây, cho nên là các bạn cũng khá là ngần ngại trong việc là mở lòng ra với đối phương. Các bạn là những chú chim sợ cành cong. Thà như tôi không bắt đầu còn hơn là tôi sẽ thất bại vậy. Và với lá bài ở vị trí số 2, lá bài 4 kiếm sẽ đại diện cho điều khiến bạn đang đẩy tình yêu của bạn ra xa cuộc sống của các bạn. Thì mình thấy ở đây với năng lượng của 4 kiếm cũng củng cố cho lá bài đầu tiên là 3 kiếm. Các bạn thường không có thiết lập được cái sự thân thiết với đối phương. Các bạn hay cảm thấy ngại ngùng, các bạn hay cảm thấy bị ngợp trước những hành động mà ví dụ như đối phương thể hiện tình cảm với các bạn, thì đôi khi các bạn sẽ bị ngợp và các bạn sẽ muốn trốn chạy, hoặc là các bạn sẽ muốn giữ khoảng cách an toàn với họ, bạn không muốn họ đến quá gần các bạn. Nhưng mà nếu mà bạn thích họ rồi thì bạn lại rất là dễ bị lụy. Trong thâm tâm có thể là bạn rất là khát khao có được họ, nhưng bề ngoài thể hiện đôi khi bạn rất là kiêu hãnh và rất là khó gần. Thì đôi khi các bạn khi mà trong những cái tương tác tình cảm á, đôi khi là cuộc sống, đôi khi là vũ trụ đã đem đến cho bạn một đối tác tình cảm nào đó cũng khá là lý tưởng rồi, nhưng mà bởi vì cái cách hành động của các bạn như thế này cho nên là đôi khi bạn cũng đẩy họ ra xa. Và nó đến từ cái điều đầu tiên này, từ cái ba kiếm này, từ cái nỗi sợ của sự thất bại. Bạn sẽ thường là đưa ra rất nhiều thử thách cho đối phương để gọi là thách thức xem đối phương có thể nào vượt qua được để đến với mình hay không. Đôi khi chúng ta xây một cái rào không phải để bảo vệ bản thân mình, mà chúng ta muốn xem rằng ai đó có thể dũng cảm, có thể kiên trì tới mức mà vượt qua hết thử thách này đến chông gai khác, vượt qua cái tường rào thật cao đó để đến với mình hay không. Và trên thực tế thì có thể rằng là các bạn đã đưa ra khá nhiều thử thách khắc nghiệt mà đối phương thật sự là họ không hiểu và họ không vượt qua được. Và các bạn phải hiểu rằng là cái việc mình đang đưa ra những cái thử thách đó, cái rào chắn đó, nó đến từ cái nỗi sợ này của mình, chứ không phải là đến từ việc là mình thử thách sự kiên trì và bền lòng của họ. Nó đang phản ánh chính bản thân của mình, chứ không phải là phản ánh tình cảm của họ dành cho các bạn. Với lá bài số 3, lá bài Take Breath, lá bài nữ hoàng, bạn nên làm gì để gặp được tình yêu sớm hơn? Thì với lá bài Team Press ở đây, tinh thần cũng rất là thống nhất, trả bài của các bạn cũng rất là thống nhất. Hãy có được tinh thần bao dung, rộng mở trái tim, yêu thương, một tinh thần vô cùng là trù phú, sẵn sàng cho đi, tinh thần của yêu thương vô điều kiện. Tình yêu thương vô điều kiện không có nghĩa là bạn gọi là người ta làm cái gì bạn cũng được, hoặc là bạn cho hết đi mà không có nghĩ gì đến việc là mình sẽ được nhận lại. Tình yêu thương vô điều kiện không phải như thế. Như thế gọi là phụ thuộc, chứ không phải là tình yêu thương vô điều kiện. Tình yêu thương vô điều kiện chính là cái việc mà bạn cầm lên được thì bạn cũng đặt xuống được. Bạn chấp nhận và bao dung mình và đối phương trong mối quan hệ, chấp nhận hoàn cảnh của cả hai là như thế. Đến với nhau hoặc là rời xa nhau, bạn đều chấp nhận điều đó, và tất cả những gì bạn giữ lại sau tất cả là tình yêu. Và bạn hiểu rằng là chỉ có tình yêu mới có thật thôi. Thì đối với các bạn tụ bài số 1 ở đây, các bạn đang được thử thách, các bạn đang được vũ trụ thử thách để đến được với tình yêu thương vô điều kiện. Đây là cái yếu tố rất là quan trọng để giúp các bạn có được cái đời sống tình cảm hạnh phúc về sau hay không. Là ở cái chìa khóa của các bạn chính là chỗ này. Các bạn cần phải mở rộng được trái tim của mình, cần phải đạt được đến tình yêu thương vô điều kiện. Bởi vì khi mà bạn đạt được đến mức tình yêu thương vô điều kiện rồi, thì gần như là tất cả những cái thử thách trong tình yêu không có thể làm khó được các bạn nữa. Và mọi cái sự kiện biến động trong vấn đề tình duyên cũng không làm cho các bạn bị mắc kẹt, không làm cho các bạn cảm thấy bị hụt hẫng, không làm cho các bạn bị ba thanh kiếm này đâm vào trái tim của mình. Và lá bài thứ tư, các bạn cần ngưng làm điều gì để không đẩy tình yêu ra xa khỏi cuộc sống của mình. Mình thấy ở đây các bạn cần ngưng. Cái điều các bạn cần ngưng với lá 9 ly ở đây, bởi vì 9 ly là lá bài của tinh thần self-love, của tinh thần yêu thương bản thân, của tinh thần mà mình hài lòng và mãn nguyện với cuộc sống của mình. Thì cái điều mà các bạn cần ngừng làm đó là những cái điều mà đang đi ngược lại với việc mà yêu thương bản thân. Bạn có đang chỉ trích bản thân không? Có đang phán xét bản thân không? Bạn có đang cảm thấy rằng là
sau những cái thất bại tình cảm thì bản thân mình cực kỳ tồi tệ, bản thân mình là một người không xứng đáng để được yêu thương hay không, bạn có những vấn đề như vậy hay không, bạn cần đào sâu vào nó. Hãy ngừng phán xét, hãy ngừng phân tích, hãy ngừng chỉ trích bản thân, hãy yêu thương bản thân của mình trước. Khi bạn yêu thương bản thân của bạn á, bạn sẽ nâng được cái tần số năng lượng của bạn lên. Với tình yêu thương và bất kể một điều gì trong cuộc sống này, bạn đều có thể yêu thương được, bạn mở rộng trái tim của mình. Lúc đó bạn cảm thấy cuộc sống của các bạn rất là trọn vẹn, và việc một ai đó đến với cuộc sống của các bạn, nó là cái điều tất nhiên thôi. Đó là cái điều tất nhiên. Thì các bạn, tụ bài số 1 ở đây, các bạn cần cái việc mà self work, cần làm việc với bản thân của mình, cần làm việc với những vấn đề riêng của mình, cần che chở cho đứa trẻ bên trong của các bạn. Và với lá bài cuối cùng, kết quả có thể xảy ra trong chuyện tình cảm của các bạn trong 6 tháng tới. Thì mình thấy ở đây với lá The Tower thì trong 6 tháng tới có thể có khá là nhiều sự kiện xuất hiện, sự kiện bất ngờ dồn dập xuất hiện trong đời sống tình cảm của các bạn. Sẽ có nhiều người bước vào cuộc sống của các bạn, và cũng có thể có một ai đó bước ra khỏi cuộc sống của các bạn. Sẽ có nhiều cái khoảnh khắc gọi là aha moment, nhiều cái khoảnh khắc thức tỉnh, nhiều cái khoảnh khắc khiến cho bạn giống như là bạn có khoảnh khắc giác ngộ vậy. Bạn nhận ra những vấn đề trong bản thân của mình qua các mối quan hệ tình yêu, qua tương tác với người khác. Mình thấy là với The Tower đây có rất nhiều ý nghĩa. Những sự kiện bất ngờ, những người mới bước vào, một người nào đó bước ra, những điều bất ngờ đến với các bạn, những khoảnh khắc thức tỉnh. Và các bạn thông qua những khoảnh khắc đó, bạn sẽ trưởng thành hơn, bạn sẽ phát triển về mặt tâm thức, về nhận thức, về tâm linh. Và bạn sẽ càng ngày càng trở nên vững vàng hơn trong chuyện tình cảm của mình. Có những điều mà bạn sẽ nghe mọi người nói hàng ngày, ví dụ như là yêu thương bản thân, ví dụ như là niềm tin hạn chế, ví dụ như là chữa lành cho đứa trẻ bên trong, bạn sẽ nghe nó hàng ngày. Nhưng mà khi mà bạn chưa trải nghiệm thì bạn sẽ chưa có hiểu nó một cách sâu sắc đâu. Khi bạn nghe, bạn chỉ mới tiếp nhận thông tin thôi, nó mới chỉ là thông tin và tri thức thôi. Và khi mà bạn trải nghiệm thực tế thì bạn sẽ thấm, và khi đó nó trở thành trí tuệ của các bạn. Thì mình thấy là đối với các bạn thuộc bài số 1 ở đây, các bạn vẫn đang trong cái hành trình phát triển tâm linh của mình, phát triển bản thân của mình để đến với một đời sống tình cảm tốt đẹp hơn, trọn vẹn hơn. Và cái quan trọng là mở rộng trái tim của mình đến với tình yêu thương vô điều kiện. Cho dù các bạn xem tụ bài đây là các bạn đã bao nhiêu tuổi rồi, nhưng mà về cái hành trình linh hồn của các bạn sẽ vẫn đi theo, khả năng cao là sẽ vẫn đi theo cái quy trình như vậy. Mình sẽ rút thêm các thông điệp nữa cho các bạn tụ bài số 1 ha. Đầu tiên các bạn có I honor my sensuality. Tôi trân trọng gọi là những sức hút tự nhiên về giới tính, thông qua việc là khám phá những dấu hiệu âm thanh, cảm giác, mùi hương, hoặc là những cái yếu tố nào đó làm cho tôi cảm thấy tôi được sống trọn vẹn và kết nối tốt hơn với bản thân của mình. Thì ở đây có thể là các bạn bị mất kết nối với chính bản thân của mình. Các bạn có thể là bởi vì các bạn sợ hãi cái năng lượng giới tính bên trong bản thân của mình. Nếu bạn là nữ, có thể bạn thường có xu hướng là bạn nam tính quá. Bạn sợ cái việc mà bị phụ thuộc vào một người nào đó, một người đàn ông nào đó, rồi mình bị phản bội. Còn nếu là các bạn là nam thì có thể đôi khi các bạn thường có xu hướng là các bạn không tin tưởng vào tình yêu đích thực. Bạn có thể là nhìn vào cái khía cạnh tiêu cực của phái đối diện với mình hơn, và không có thừa nhận cái sức hút của người nào đó dành cho mình, hoặc là mình đang bị thu hút bởi một ai đó. Có thể đôi khi mình không thừa nhận điều đó, và mình không có muốn đào sâu, không muốn khám phá, bởi vì mình không có muốn rơi vào lưới tình với một ai đó. Thì các bạn tụ bài số 1 cần lưu ý điều này. Hãy để cho những điều đó nó được bộc lộ một cách tự nhiên. Nếu bạn bị thu hút bởi một ai đó, bạn cứ tiến tới, tiếp cận họ, nói chuyện với họ, kết nối với họ. Không việc gì phải ngăn cản bản thân của mình, ngăn cản bản thân của mình được bộc lộ và được đến với tình yêu thương. Thêm một thông điệp nữa dành cho các bạn ha. Right. Các bạn có thể là
các bạn vẫn còn đang bị cột vào cái tôi, và cụ thể ở đây chính là sự kiêu hãnh. Sự kiêu hãnh, như lúc nãy mình có trình bày với các bạn từ bài số 1, đó là đôi khi các bạn xây một cái bức tường quá cao không phải là để ngăn người khác đến với mình, mà bạn muốn thử thách xem là ai có thể vượt qua được bức tường đó và có được trái tim của các bạn. Nhưng mà cái nền tảng của cái việc mà bạn đang xây lên cái bức tường đó, nó đến từ cái sự kiêu hãnh của cái tôi, chứ không phải là đến từ cái việc mà bạn thật sự mong muốn được kết nối với người kia. Khát khao sâu thẳm của bạn là bạn muốn được kết nối, bạn muốn được yêu thương, nhưng mà bạn lại sợ. Bạn đang hành xử trên nỗi sợ, và để có thể làm cho mình cảm thấy an toàn, bạn sẽ tạo nên một cái rào chắn rất là cao, cụ thể là lòng kiêu hãnh của các bạn. Và một thông điệp cuối cùng dành cho các bạn ha. Cleaning house. Hãy dọn dẹp lại ngôi nhà của mình, hãy dọn dẹp lại những ngổn ngang, những bối rối, những chuyện đã qua trong ngôi nhà tinh thần của mình. Điều này sẽ giúp cho bạn có chỗ trống để đón nhận những điều mới mẻ hơn, những điều tốt đẹp hơn đến với cuộc sống của các bạn, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Thì đó là các bạn tụ bài số 1 ha. Với các bạn tụ bài số 1 thì cần cái công tác self work, các bạn cần cái việc self work, làm việc với bản thân của mình. Và khi các bạn thật sự vững vàng, khi các bạn có được tình yêu thương vô điều kiện rồi, thì ngay lập tức cái cánh cửa tình yêu sẽ mở ra với các bạn, ngay lập tức tình yêu sẽ đến với các bạn. Thì đó là các bạn tụ bài số 1 ha. Bây giờ mình sẽ chuyển sang các bạn tụ bài số 2. Hi, xin chào tất cả các bạn chọn tụ bài số 2. Các bạn tụ bài số 2, các bạn chọn viên đá màu đỏ cam ha. Hãy cùng xem là với 5 lá bài tarot này sẽ trả lời như thế nào cho câu hỏi tình yêu ở đâu của các bạn tụ bài số 2 ha. Các bạn có The Hanged Man, King of Cup, 5 xu, Judgment, và lá bài cuối cùng là 7 ly. Đây là trả bài của các bạn tụ bài số 2. Với lá bài đầu tiên, lá bài The Hanged Man, đây là lá bài sẽ trả lời cho câu hỏi là điều gì giúp bạn gọi là kéo tình yêu của các bạn đến gần hơn, giúp cho bạn tiệm cận hơn với tình yêu của các bạn ha. Thì với lá bài The Hanged Man, mình thấy hai điều để giúp cho bạn gọi là tiệm cận hơn với năng lượng của tình yêu, ở trong thế giới của tình yêu, ở trong cái trường năng lượng của tình yêu, để đón nhận tình yêu. Với lá bài The Hanged Man, đầu tiên các bạn có thể thấy hình ảnh cái người đàn ông này, họ ở trong một cái tư thế có thể gọi là một cái tư thế lạ. Người này treo mình giống như là trồng cây chuối vậy, và nhìn thế giới ở một cái góc nhìn khác đi, lật ngược tất cả mọi thứ lại và quan sát, và có sự nghiền ngẫm nữa, bởi vì cái lá bài này cũng mang năng lượng khá là tĩnh, bởi vì nó cũng chỉ cho những cái khoảng thời gian mình chiêm nghiệm, những khoảng thời gian mình ngẫm nghĩ, những khoảng thời gian mình suy ngẫm trong cuộc đời, mình nhìn nhận mọi thứ ở một cái góc nhìn khác đi. Thì ở đây các bạn tụ bài số 2, các bạn được khuyến khích là hãy nhìn mọi thứ ở một cái góc nhìn khác đi. Về chuyện tình yêu nói chung, về những cái thông tin hàng ngày bạn tiếp nhận về câu chuyện tình yêu, về hôn nhân gia đình, hoặc là về một mối tình cũ của các bạn với một ai đó, các bạn được khuyến khích là nhìn nó ở một cái góc nhìn khác đi. Hãy đánh giá nó ở cái bức tranh toàn cảnh, có cái vấn đề nào mình đang bỏ sót hay không, có cái thông tin nào mà mình chưa biết hay không, hay là có điều nào mà mình chưa nhận định nó một cách khách quan và chính xác hay không. Mình có đang mang cái ý kiến chủ quan quá nhiều vào những cái tình huống đó hay không. Mình có đang dùng lý trí để phân tích quá nhiều thứ mà chưa mở rộng trái tim của mình để cảm nhận xem sự thật là gì. Thì điều đầu tiên các bạn được khuyến khích để giúp cho các bạn tiệm cận hơn với năng lượng của tình yêu, để các bạn được ở trong trường năng lượng của tình yêu, để các bạn có thể kéo được tình yêu về phía cùng mình. Và cái điều thứ hai với lá bài The Hanged Man này, các bạn tụ bài số 2, các bạn cần có một, để tình yêu có thể đến gần các bạn hơn, các bạn cần có một cái tinh thần cho đi và nhận lại. Bởi vì lá bài này còn có ý nghĩa của sự hy sinh. Hy sinh ở đây không phải là việc mà mình
Mình cho đi một cách bất chấp, mình cho đi khi bản thân của mình không có gì. Hy sinh ở đây nó mang nghĩa cao cả hơn, nó là của tình yêu thương vô điều kiện. Mình sẵn sàng cho đi, mình có dư giả để mình cho đi và mình sẵn sàng cho đi, mình trao đến cho đối phương những điều tuyệt vời. Mà không có một cái gọi là ràng buộc về kết quả. Mình không bắt đối phương phải cho mình lại một điều gì cả, bởi vì mình luôn có đầy đủ để cho đi. Thì các bạn thuộc bài số 2 ở đây, các bạn cũng vẫn phải tiếp tục với hành trình self love để củng cố cái gọi là tình yêu thương bên trong bản thân của bạn. Cái bình tình yêu của các bạn nó phải thật là đầy để bạn luôn sẵn lòng cho đi. Và khi mà bạn cho đi, khi mà bạn sẵn sàng cho đi thì bạn cũng nhận lại được nhiều tình yêu hơn. Thì với các bạn tụ bài số 2 ở đây, mình thấy một khía cạnh nữa, các bạn nên mở lòng nhiều hơn, cho đi nhiều hơn. Có thể đôi khi các bạn bị ở trong trạng thái phòng thủ. Các bạn phòng thủ cũng có thể giống như các bạn tụ bài số 1 đó. Đôi khi các bạn phòng thủ, các bạn xây rào chắn, ngăn cách mình với mọi người, ngăn cách mình với một đối tượng tiềm năng nào đó trong vấn đề tình yêu. Điều này nó khiến cho các bạn bị giới hạn các sự lựa chọn của mình. Đôi khi là bạn chưa hiểu hết về họ, nhưng mà chỉ với những cái đánh giá ban đầu, họ giống một người nào đó mà các bạn không thích, họ có một cái tính cách nào đó mà các bạn cảm thấy không an tâm, thì đôi khi các bạn sẽ từ chối việc tìm hiểu luôn. Nhưng mà các bạn hãy hiểu rằng là bạn cần có cái thời gian tiếp xúc, và cả hai bên cần phải mở lòng với nhau, thì các bạn mới có thể xác định được là linh hồn của các bạn có hợp không, có liên kết với nhau hay không. Và nếu không trở thành tình yêu, các bạn cũng có một người bạn. Thì các bạn thuộc bài số 2 ở đây cần mở lòng nhiều hơn ha. Với lá bài số 2, lá bài ở vị trí số 2, với lá bài King of Cup, đại diện cho điều khiến bạn đẩy tình yêu ra xa khỏi cuộc sống của mình. Ngược lại với lá bài đầu tiên, cái điều mà giúp cho các bạn kéo lại gần, thì cái lá bài thứ hai sẽ là cái điều mà sẽ làm cho tình yêu của các bạn gọi là chạy mất dép. Tình yêu của các bạn chạy mất dép. Thì mình thấy ở đây với lá bài King of Cup, đôi khi các bạn tụ bài số 2 ở đây hơi nén mình lại. Các bạn không có thể hiện, không bộc lộ cảm xúc của mình ra với đối phương. Đôi khi bạn cũng cảm thấy bị đối phương thu hút, và bạn cũng kiểu muốn gần gũi, muốn tiếp xúc với họ, nhưng mà có một cái gì đó chắn ngang lại. Các bạn ngần ngại, các bạn sợ, các bạn lại sợ, và các bạn lại ngăn cái cảm xúc của mình lại, không bộc lộ ra với họ, bạn không chia sẻ cái cảm xúc đó với họ. Và đôi khi họ cũng có cảm xúc với các bạn, nhưng mà họ lại không thấy các bạn quá hào hứng với họ, cho nên họ cũng sẽ bị chùn bước, họ sẽ lùi lại. Khi mà tình cảm của chúng ta nó còn bị gọi là xây dựng trên cái năng lượng của nỗi sợ, nó sẽ kéo đến những cái kết quả như vậy. Đối phương không thấu hiểu được mình, và đôi khi họ cũng cảm thấy bị chùn bước, bởi vì họ không thể nào hiểu được là bản thân của chúng ta muốn cái gì. Thì các bạn tụ bài số 2 ở đây, với lá bài số 1 và số 2, thì các bạn chắc là cũng có thể đã nắm bắt được sơ cái tình hình của mình, cũng như là những cái vấn đề đang ngăn cản mình đến với tình yêu. Với lá bài ở vị trí số 3, lá bài 5 tiền sẽ đại diện cho việc, cho lời khuyên bạn nên làm gì để tình yêu đến với các bạn gần hơn, sớm hơn. Thì với lá bài 5 xu ở đây, cái điều mà các bạn cần làm để tình yêu đến sớm hơn, đó là việc mà các bạn cần phải có được tình yêu thương cho bản thân của mình. Tại vì sao? Tại vì cái lá bài này, người ta gọi nó là lá bài ăn mày. Lá bài ăn mày. Và ở đây có thể đôi khi mình bị phụ thuộc vào cảm xúc, phụ thuộc vào suy nghĩ của đối phương, khiến cho mình không có được cái sự thăng bằng khi bước vào một mối quan hệ tình yêu. Nếu mà bạn cũng có thể giống như các bạn tụ bài số 1, khi mà một ai đó tiếp xúc để tìm hiểu các bạn, đôi khi là rất là khó khăn, rất là khó khăn. Nhưng mà khi mà các bạn đã gục ngã, các bạn gần như đã đổ họ rồi á, thì các bạn lại rất là khó buông bỏ. Thì các bạn cần phải yêu thương bản thân của mình, cần phải thấu hiểu bản thân của mình, cần phải cho bản thân của mình tình yêu thương vô điều kiện trước. Và như thế tinh thần của các bạn sẽ cân bằng trở lại. Và khi mà các bạn có được tình yêu thương vô điều kiện, các bạn dư giả để cho đi, thì các bạn sẽ không còn bị kẹt trong năm xu này nữa. Thì đôi khi các bạn có thể là bị rơi vào tình trạng là các bạn cũng tính toán là người đó có quan tâm đến mình nhiều hay không,
có thể là đến những việc rất là nhỏ, ví dụ như là người đó lúc nào cũng phải là người nhắn tin trước, hoặc là họ phải nhắn tin cho các bạn nhiều hơn là các bạn nhắn tin cho họ, họ phải chủ động với các bạn nhiều hơn là bạn chủ động với họ. Đôi khi là bạn bị kẹt trong những cái chi tiết đó quá, và nếu mà đối phương không đáp ứng được những cái chi tiết đó thì bạn rất là dễ cảm thấy hụt hẫng. Thì đó có thể là cái việc mà các bạn tụ bài số 3 cần nhận ra, mình cần quan sát bản thân của mình nhận ra và mình cùng bản thân của mình khắc phục cái vấn đề đó. Lá bài số 4 là lá bài judgment. Với judgment là câu hỏi mình cần ngưng làm điều gì để tình yêu đến với mình gần hơn. Việc nên làm là sale lớp rồi, việc mình ngưng làm, cần ngưng làm judgment, đó chính là sự đánh giá. Đánh giá dựa trên lý trí, phân tích các yếu tố A, B, C, X, Y, Z gì đó. Giống như mình lấy cái ví dụ lúc nãy là đối phương lúc nào cũng phải là người nhắn tin trước, đối phương lúc nào cũng là người phải bày tỏ tình cảm với các bạn trước. Bạn đôi khi sẽ bị kẹt vào những cái chi tiết đó, bạn sẽ phân tích đánh giá những cái chi tiết đó mà mình quên rằng á, mở rộng trái tim ra để đón nhận và cảm nhận xem tình cảm đối phương dành cho mình là như thế nào. Còn nếu mà chúng ta bị xa lầy vào việc phân tích những chi tiết đó, chúng ta sẽ không có đáp án. Chúng ta chỉ nhận về những cái sự tiêu cực, sự rối trí, đưa vào mối quan hệ những năng lượng tiêu cực thôi, và chúng ta sẽ không có đáp án. Hãy mở rộng trái tim và hãy cảm nhận, bạn sẽ có câu trả lời. Và đừng quá bị kẹt trong những chi tiết. Đôi khi là người ta gọi là những nguyên tắc á. Những nguyên tắc mà bạn đặt ra nó đôi khi nó quá hà khắc, bởi vì nó đến từ cái nỗi sợ của mình, cho nên đôi khi nó quá trở nên hà khắc. Và khi đối phương không đáp ứng được điều đó thì chúng ta có thể vội vàng đánh giá là đối phương không yêu thương chúng ta, đối phương không gọi là người phù hợp để mình có thể đồng hành trong thời gian dài. Thì mình thấy ở đây với các bạn tụ bài số 2 thì cần cái tình yêu thương dành cho bản thân, cần đạt đến tình yêu thương vô điều kiện, cần mở lòng nhiều hơn, cần sử dụng cảm xúc, trực giác nhiều hơn. Và lá bài cuối cùng, mình đã xác định trước câu hỏi với lá bài cuối cùng là kết quả nào có thể xảy ra, khả năng cao nhất có thể xảy ra trong chuyện tình cảm của các bạn trong tầm 6 tháng tới. Thì với lá 7 ly ở đây thì mình thấy là trong 6 tháng tới các bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Các bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Nếu mà trước đây là chuyện tình cảm của các bạn, đôi khi các bạn bế tắc vì không có thấy xung quanh mình có ai đó, hoặc là đôi khi là có nhưng mà không có thật sự mà khiến cho các bạn mở lòng được. Hoặc là khi các bạn ở cái thời điểm trước, các bạn còn đang ở trong những cái năng lượng chưa được cao, với tần số rung động chưa được cao, cho nên mình chưa sẵn lòng để gọi là cho người khác bước vào và cho cả hai cái cơ hội để tìm hiểu nhau, để tương tác với nhau, để mình biết được là họ có phải là the one của mình hay không, họ có phải là Mr. Right của mình hay không. Thì mình thấy là trong thời gian tới các bạn tụ bài số 2 các bạn cũng rất là có ý thức, các bạn cũng sẽ khắc phục những cái vấn đề của bản thân mình, các bạn sẽ yêu thương bản thân nhiều hơn, các bạn sẽ hướng tới tình yêu thương vô điều kiện nhiều hơn, buông bỏ cái sự kiểm soát với cái kết quả và trân trọng nhân duyên nhiều hơn. Và như thế các bạn cũng sẽ mở lòng ra với nhiều cơ hội mới hơn. Mình sẽ rút thêm các thông điệp khác từ những bộ bài Oracle cho các bạn tụ bài số 2 ha. Các bạn có thông điệp đầu tiên: I tell the truth with grace and love, and my relationship I transforms. Thì ở đây, với thông điệp đầu tiên dành cho các bạn tụ bài số 2, Tôi nói lên sự thật với một sự nhẹ nhàng và tràn đầy tình yêu thương, và mối quan hệ của tôi sẽ chuyển hóa. Thì mình thấy ở đây với thông điệp từ lá bài này có thể là
Các bạn thủ bài số 2 đôi khi các bạn hơi nghiêm khắc với những người mà tiếp cận các bạn đó. Đôi khi là các bạn từ chối một cách có thể là khá là thẳng thừng và khiến cho đối phương cảm thấy tệ về bản thân của họ. Thì các bạn cũng có thể lưu ý trong cái cách mình trình bày, trong cái cách mà mình chia sẻ với họ, chia sẻ về quan điểm, chia sẻ về cảm nhận của các bạn. Hãy chia sẻ dựa trên nền tảng của tình yêu thương. Yêu thương ở đây là yêu thương con người, yêu thương ở đây là trân trọng tất cả những người xung quanh mình, giống như trân trọng chính bản thân của mình vậy. Và như thế cái mối quan hệ của các bạn với những người xung quanh sẽ được chuyển hóa. Và cái này mình thấy cũng là thông điệp nói chung dành cho các bạn với tất cả những cái mối quan hệ xung quanh các bạn. Hãy gắn kết bằng những lời nói yêu thương trước, gọi là ái ngữ, để bạn dùng phương tiện đó, dùng cái lời nói tốt đẹp của mình, dùng ái ngữ làm một cái phương tiện để chuyển hóa và kết nối với những mối quan hệ xung quanh của các bạn. Thêm một thông điệp nữa ha. Environment. Synchronicity. Đối với các bạn thuộc bài số 2, các bạn nên với lá environment ở đây, các bạn nên tham gia nhiều hơn vào cuộc sống với những cái môi trường bên ngoài, bởi vì tương tác thực tế sẽ luôn là tương tác tốt nhất, mà bạn chỉ có thể tìm được những tương tác thực tế khi mà các bạn tiếp xúc với họ ở một cái môi trường nào đó. Hãy đến những môi trường có những người có cùng sở thích với các bạn, như vậy để cho cuộc sống của các bạn có nhiều màu sắc hơn và cũng trở nên thú vị hơn. Điều đầu tiên là giúp cho bạn giải phóng được năng lượng bên trong bản thân của mình đã, và sau đó có thể bạn sẽ có thêm những người bạn và sẽ có người phù hợp để cho các bạn tiến tới tình yêu. Và lá bài thứ hai, cuộc sống của các bạn trong thời gian tới sẽ có nhiều cái sự chuyển hóa, và mình thấy cụ thể ở đây là về mặt năng lượng. Trong tình yêu của các bạn đang trong cái hành trình mà nâng cao tần số năng lượng của mình bằng việc là các bạn yêu thương bản thân nhiều hơn, biết ơn nhiều hơn, thay đổi suy nghĩ, thay đổi niềm tin của mình để cải thiện chính cuộc sống của mình. Bạn muốn hướng đến sự an lạc, sự yên bình, sự tròn đầy bên trong chính bản thân của mình hơn. Và các bạn hãy cứ tiếp tục, các bạn sẽ làm được. Thì đó là các bạn thuộc bài số 2 ha. Mình sẽ kết thúc trả bài của các bạn thuộc bài số 2 ở đây. Bây giờ mình sẽ chuyển sang các bạn thuộc bài số 3. Xin chào tất cả các bạn chọn thuộc bài số 3. Các bạn chọn viên đá màu trắng, màu trắng ngọc trai. Hãy cùng xem là với 5 lá bài tarot này sẽ trả lời như thế nào cho câu hỏi tìm tình yêu ở đâu của các bạn thuộc bài số 3 ha. Lá bài đầu tiên các bạn có nữ hoàng tiền, Queen of Pen. Thứ hai là King of Swords. Ba là Page of Pen. 4 là 8 ly. Và lá bài cuối cùng là Queen of Wands. Khá là nhiều lá hoàng gia ở đây. Các bạn tụ bài số 3. Với lá bài đầu tiên, lá bài Queen of Wands sẽ đại diện cho điều giúp bạn kéo tình yêu lại gần mình hơn. Thì ở đây với lá bài Queen of Wands thì mình thấy là hiện tại là các bạn đã ở trong cái trạng thái của Queen of Wands rồi. Có sự an nhiên, có sự điềm tĩnh. Các bạn đã chăm sóc rất là tốt khu vườn của mình. Và bạn luôn có niềm tin mạnh mẽ vào việc là sẽ có một ngày mình sẽ hái được hoa thơm trái ngọt từ chính cái khu vườn này của mình. Với phong thái của Queen of Pen, một phong thái mang đầy tinh thần self-love, yêu thương bản thân, trân trọng bản thân của mình và tìm những kết nối chất lượng. Thì khi mà bạn ở trong năng lượng như vậy, ở trong năng lượng yêu thương và trân trọng bản thân như vậy, bạn cũng sẽ gặp được những người mà họ yêu thương và trân trọng các bạn. Mình thấy ở đây với Queen of Pen, các bạn không có cái cảm giác là phải cần phải vội vàng hay cần phải gấp gáp trong việc là tìm tình yêu. Các bạn biết là điều gì cần đến thì sẽ đến, và nó đến thì sẽ đến vào đúng thời điểm thôi. Và thời điểm của các bạn định ra, các bạn sẽ không có phụ thuộc vào dòng thời gian chung của tất cả mọi người, không phụ thuộc vào tuổi tác mà các bạn đang có. Các bạn biết rằng là
bên ngoài chúng ta có thể là bao nhiêu tuổi, nhưng mà tâm hồn của chúng ta vẫn luôn nguyên vẹn, chúng ta vẫn tròn đầy như thế, chúng ta vẫn đầy những khát khao yêu thương như thế, và bất kể thời điểm nào mình cũng có thể yêu. Cho nên mình thấy các bạn không hề vội vàng ở đây nha. Lá bài số 2, điều khiến bạn đẩy tình yêu ra xa khỏi cuộc sống của mình, điều khiến cho các bạn gọi là bị tách biệt ra khỏi năng lượng của tình yêu. Ở đây mình thấy chỉ có một yếu tố với King of Swords, thì có thể là các bạn tụ bài số 3 ở đây các bạn cũng đã có ít nhiều trải nghiệm và các bạn khá là thông thái, có thể là các bạn thông thái và các bạn hiểu biết rộng, cho nên là đôi khi là đối phương của các bạn cũng cảm thấy có một chút thách thức, có một chút thách thức ở đây. Các bạn có thể là những người mà có cái cảm giác là sẽ lấn át được người khác, hoặc là cái hiểu biết của các bạn quá rộng, hiểu biết của các bạn rộng cho nên là bạn không dễ dàng bị thu hút bởi người khác, và họ cũng không dễ dàng có thể gọi là chia sẻ được hết tất cả với các bạn những cái lĩnh vực mà các bạn quan tâm, nên nhiều khi nó cũng là cái trở ngại trong vấn đề tình yêu của các bạn. Và với King of Swords ở đây thì mình cảm thấy nhiều khi các bạn tụ bài số 3 có thể là các bạn có cách nói chuyện khá là thẳng thắn và thật. Cho nên là cái điều đó đôi khi cũng làm mất đi cái điều mà gọi người ta gọi là cái sức hút giới tính, cái cảm giác mà lâng lâng, cái cảm giác lúc ban đầu của tình yêu á, đôi khi nó bị phá vỡ bởi cách mà mình nói chuyện quá là thẳng thắn hoặc là đôi khi hơi thô. Thì đó có thể là những cái điều mà đang khiến cho các bạn tụ bài số 3 bị đẩy cái tình yêu của các bạn ra xa. Với lá bài số 3, lá bài Page of Pain, điều mà bạn nên làm để kéo tình yêu về phía của mình, để mình có thể tiệm cận với tình yêu. Page of Pain, hãy kiên trì, hãy tiếp tục kiên nhẫn với mục tiêu của mình, với những gì mà các bạn đã đặt ra. Mục tiêu của các bạn không sai, những điều các bạn mong muốn trong tình cảm đều rất là chính đáng, và bạn cũng vẫn đang trên con đường để tới nó. Mình thấy ở đây với Page of Pain thì không có cái điều gì quá là gọi là lật lạc trong cái cuộc sống của các bạn để cho các bạn cần phải self-work, cần phải làm việc với chính bản thân của mình. Chỉ có điều là với năng lượng của đất thì đất đôi khi hơi thiếu sự uyển chuyển, thì có thể là các bạn nên cần bổ sung thêm cho mình cái sự uyển chuyển trong vấn đề giao tiếp và tương tác với những đối tượng tình cảm của các bạn. Lá bài số 4, bạn cần ngưng làm điều gì để kéo tình yêu về phía của mình gần hơn. Với 8 ly, điều mà bạn cần ngưng làm đó là bỏ cuộc trước khi mà chưa bắt đầu. Đôi khi các bạn ở đây, các bạn tụ bài số 3, các bạn rất là cứng rắn, các bạn rất là độc lập. Nhưng mà các bạn khi mà tình yêu của các bạn có cái trục trặc, hoặc là mình thấy khả năng cao là nhiều khi các bạn mới tìm hiểu đối phương thôi, nhưng mà đối phương có một cái gì đấy mà quá khác biệt với các bạn, thì đôi khi các bạn sẽ có một cái hành động là các bạn dè chừng, hoặc là các bạn giống như là các bạn nghĩ thôi không được, không hợp, bỏ. Đôi khi như thế thì cái điều này cũng làm cho tình yêu của các bạn, cuộc sống tình yêu của các bạn nó hơi khô một xíu, nó khô khan một xíu. Hãy cho nhau cái thời gian để mình tìm hiểu. Và nếu không tới mối quan hệ tình yêu, mình cũng có một mối quan hệ tình bạn, không sao cả. Nếu đủ duyên, chúng ta sẽ hình thành một mối quan hệ đặc biệt. Còn nếu không thì chúng ta vẫn là những người bạn thôi. Không cần phải quá nặng nề về kết quả. Đôi khi là các bạn tụ bài số 3 cũng bị nặng nề quá về kết quả, nên là mình quên đi cái khoảng thời gian mà gọi là cái khoảng thời gian đẹp nhất trong tình yêu. Người ta bảo là lúc mới yêu vui biết bao nhiêu đó, là những cái lúc mà chúng ta mới tiếp xúc, mới tìm hiểu về nhau, mới khám phá thế giới của nhau. Thì đôi khi là các bạn tụ bài số 3 đây, các bạn sẽ bỏ cái khúc đó. Và lá bài cuối cùng, kết quả có thể xảy ra với tình yêu của các bạn trong 6 tháng tới. Thì mình thấy Queen of One ở đây thì các bạn vẫn trong 6 tháng tới, khả năng cao thì các bạn vẫn khá là độc lập, tự chủ, và các bạn vẫn sẽ chọn độc thân vui tính. Có thể thời gian tới là các bạn sẽ đầu tư cho sự nghiệp của các bạn,
các bạn đầu tư cho sự nghiệp, cho công việc cá nhân của các bạn nhiều hơn là chuyện tình yêu. Và với năng lượng của Queen of Wands thì mình thấy nó cũng đã có một cái chút sự thay đổi trong năng lượng của các bạn. Từ Queen of Pentacles vững vàng nhưng mà đôi khi hơi thiếu sự linh hoạt một chút, thì có thể là các bạn đổi sang Queen of Wands, các bạn sẽ năng động hơn, năng nổ hơn, xin tiếp xúc với người này, xin tiếp xúc với người kia hơn, mở lòng nhiều hơn nữa, mở lòng nhiều hơn và tỏa ra một sức hút mạnh mẽ tới những người, những đối tượng tiềm năng của các bạn. Thì chính là trong cái khoảng thời gian 6 tháng tới, đôi khi bạn tập trung vào làm việc của các bạn, làm việc này làm việc kia, bạn bận rộn trên hành trình của mình, và khi mà bạn đang bận rộn làm việc này làm việc kia, cuộc sống của các bạn diễn ra và những điều tuyệt vời sẽ đến, và bạn có thể gặp được ai đó tiềm năng. Thì nếu có một ai đó tiềm năng đến thì các bạn tụ bài số 3 hãy lưu ý lại và không để cho mình gọi là bị rơi vào cái tình trạng của 8 ly chưa thành là mình đã bỏ rồi. Không cần phải đốt cháy giai đoạn, hãy cứ là những cái tìm hiểu ban đầu. Còn nếu đi xa hơn, nếu chúng ta đủ duyên, chúng ta sẽ đi xa hơn thôi. Thì đó là với 5 lá bài tarot để trả lời cho câu hỏi tình yêu ở đâu của các bạn tụ bài số 3. Bây giờ mình sẽ rút thêm các thông điệp khác từ những bộ bài Oracle cho các bạn ha. Đầu tiên các bạn có tôi tin tưởng vào sự hoàn hảo của Divine Timing, của thời gian thiêng liêng, của thời điểm thiêng liêng, và cho phép cuộc sống của tôi ít ràng buộc, ít trói buộc nhất có thể. Cái ít ràng buộc và ít trói buộc này là mình không có ràng buộc và trói buộc mình vào một cái kết quả cụ thể nào đó. Bạn biết những điều tuyệt vời sẽ xảy ra với mình, nhưng mà bạn không có trói buộc nó là vào năm bao nhiêu đó, năm mình bao nhiêu tuổi đó nó phải xảy ra. Các bạn buông lỏng với sự kiểm soát đó, và các bạn để cho mọi thứ xảy ra một cách rất là tự nhiên. Để cho hai bạn, tại vì hai bạn vẫn sẽ có những cái hành trình riêng của mình. Cho dù bạn yêu ai thì họ cũng có hành trình riêng của họ, và đôi khi họ có những cái phần việc riêng và họ phải hoàn thành thì các bạn mới đến được với nhau. Thì ở đây mình không có kiểm soát, mình không có kiểm soát là mình và đối phương phải có một cái gì đấy thì chúng ta mới hình thành cái liên kết với nhau. Thì mình thấy ở đây các bạn, với thông điệp đầu tiên, các bạn hãy tin tưởng vào cái divine timing. Khi cả hai hoàn thành hành trình của mình, học những điều cần học, trưởng thành và vững vàng, thì các bạn sẽ tự nhiên mở lòng ra và vũ trụ sẽ đưa các bạn đến với nhau thôi. Còn nếu mà vũ trụ có đưa các bạn đến sớm hơn, đôi khi với những cái vấn đề của bản thân các bạn sẽ không có thể nào mà calm down, không thể nào mà giải quyết được cái mối quan hệ của mình. Thông điệp thứ hai dành cho các bạn, self-explain. Ở đây với lá bài này, mình sẽ rút thêm một lá bổ sung, self-love. Các bạn cần cái tình yêu thương bản thân, đó là điều chắc chắn. Những điều các bạn đang làm là đã đúng đường rồi, với cái tinh thần yêu thương bản thân của các bạn là đã đi đúng con đường rồi. Và điều tiếp theo mà các bạn cần làm đó là việc mà mình có cái kỷ luật với những suy nghĩ của mình, với những cảm xúc của mình. Mình không bị kẹt ở trong nó. Các bạn cần cái sự kỷ luật trong cái việc mà chọn lọc cái điều nào phù hợp với mình. Ví dụ như khi các bạn đi trên cái hành trình này, đôi khi các bạn chưa có thấy người phù hợp xuất hiện, bạn sẽ nản lòng. Nhưng mà hãy luôn hướng về tinh thần của tình yêu thương và đừng để cho những nỗi sợ hãi trỗi dậy và lại tiếp tục phân tích, đánh giá và lại thay đổi niềm tin của mình rằng mình sẽ không xứng đáng với tình yêu chẳng hạn. Thì các bạn cần có kỷ luật với những suy nghĩ của mình, kiên trì đi trên con đường của mình. Và divine timing, khi divine timing đến thì những điều tuyệt vời của các bạn sẽ đến thôi. Thì đó là các bạn tụ bài số 3 ha. Mình đã làm xong trả bài của ngày hôm nay. Mình sẽ kết thúc trả bài đây ha. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe nha.